Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với vlog của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn cách để trồng một cái cây lan hình trái tim như thế này. Nó còn có một tên gọi khác là cây lan cẩm cù tim, sweetheart. Tên tiếng Anh của nó là Hoya Cary. Và tiếp theo là mình đã chuẩn bị một cái chậu như thế này nhé. Đây, chậu này thì ở trong đất á, thì mình sẽ có hai loại đất. Thứ nhất là tro trấu, mình sẽ phân theo từng lớp tro trấu rồi tới xơ dừa đó. Mình sẽ phân theo từng lớp ở dưới đáy, tro trấu xong rồi xơ dừa, xong rồi tro trấu xơ dừa, mình làm từng lớp mỏng như thế này nhé. Đó, làm những cái lớp thật là mỏng. Ở chính giữa mình sẽ có để thêm một ít phân sơ bò, mà phân bò mà khô ấy. Thì cây này mình trồng rất là dễ luôn ấy. Thì hiện tại là mình chỉ cần cho cắm cái này vào đất thôi. Cái này là mình có cái gốc luôn. Cái này cũng vậy. Cái này mình có cả cái gốc luôn. Còn nếu như các bạn nào chỉ có một cái chiếc lá thôi á, thì bạn ngắt từ đây nè, xong rồi bạn cắm chiếc lá hình trái tim xuống như thế này, cắm thẳng xuống như thế này là được. Còn đây mình có cái gốc luôn, cho nên mình sẽ chỉ cắm xuống đất thôi. Nhưng mà cái dáng cây này hơi khó cắm nha. Cái này thì nếu mà vậy thì mình sẽ cắm thẳng xuống là mình sẽ được. Nhưng mà cái chậu này hơi to cho nên mình sẽ cắm cái này. Đấy. Mình cắm thẳng thân nó xuống. Xong. Sau đó mình cho thêm một lớp sơ dừa lên ở phía trên nữa. Cái này bạn có thể trồng trong chậu hoặc là trồng trong dây leo, tùy các bạn. Lại bung ra mất rồi. Đối với cái cây này, cái dáng nó hơi bị khó. Để mình xem, mình nghĩ là mình sẽ trồng bằng cách nào nhỉ? Trồng bằng cách nào nhỉ? Nếu vậy mình sẽ phải cắt cái trái tim này ra luôn. Trên mặt đất thì nó hơi khó. Rồi, mình đã cố định được nó rồi. Đây là chậu cẩm cù của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, hẹn bạn vlog lần sau.